Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2024, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng kết công tác mặt trận năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chính quyền nhân dân xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi phấn khởi tự hào khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Nông dân dùng sản xuất lúa tôm huyện Cái Nước với niềm vui được mùa trúng giá. Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 12 khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết công tác mặt trận năm 2023, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024. Năm 2023, Quỹ vì người nghèo các cấp và an sinh xã hội trong tỉnh dẫn động được hơn 146 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ kịp thời cho 157 hộ bị thiệt hại do thiên tai, trao tặng hơn 2.500 phần quà, tặng hơn 73.000 suất quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo, khởi công xây dựng và khánh thành 226 công trình dân sinh, 253 căn nhà đại đoàn kết. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng được 950 mô hình. Đối với chương trình phối hợp năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra 6 chương trình hành động, trong đó tập trung triển khai tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và triển khai nghị quyết đại hội, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho 4 đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023, gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân, U Minh, Trần Văn Thời và Nam Căn. Tặng bằng khen cho 36 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023. Sáng nay, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 mở rộng, tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng Trương Đăng Khoa chủ trì hội nghị. Đảng bộ Dân chính đảng có 84 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 5.473 đảng viên. Năm 2023, Đảng ủy đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh ủy. Các đảng ủy, chi ủy, chi bộ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2024, Đảng ủy Dân chính đảng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kết nạp 200 đảng viên trở lên, có 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 90% trở lên. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng khen thưởng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ năm 2018 đến năm 2022, và tặng cờ thi đua cho Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế tỉnh. Chiều nay, Thanh tra tỉnh Cà Mau hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, toàn ngành thanh tra tiến hành 75 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 5.360 tỷ đồng và 4.790 m vuông đất. Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành gần 8.000 cuộc thanh tra, phát hiện 1.257 tổ chức cá nhân có vi phạm và kiến nghị xử lý với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đã tiến hành đôn đốc kiểm tra việc thực hiện 82 kết luận thanh tra. Qua đôn đốc xử lý sau thanh tra, các cơ quan chức năng xem xét số tiền phải thu hồi gần 12 tỷ đồng. Năm 2024, ngành thanh tra tiếp tục tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành lĩnh vực địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Giải quyết kịp thời đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở,
phấn đấu tiếp tục đạt tỷ lệ trên 85%. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Dịp này, 7 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen. Chiều nay, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Chơi long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Duyệt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây là xã thứ 9 của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hồ Trung Việt đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Với xuất phát điểm khi triển khai xây dựng nông thôn mới khá thấp, năm 2011, toàn xã Tân Duyệt có hơn 32 trên 104 km lộ giao thông. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện kế chính chỉ đạt hơn 48%. Trung tâm văn hóa thể thao chưa được xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 11 triệu đồng mỗi người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 21%. Đến nay, điện đường trường trạm của xã Tân Duyệt được đầu tư đồng bộ, khang trang và đạt chuẩn theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 của xã đạt 60 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 1,8%. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hồ Trung Việt nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có khởi đầu nhưng không có kết thúc. Mục tiêu cuối cùng của chương trình là ngày càng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn. Vì thế, với kết quả đã đạt được, thời gian tới, đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Duyệt cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, chú trọng tiêu chí giao thông nông thôn, sản xuất hộ nghèo, môi trường, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi, Ủy ban nhân dân xã Tân Duyệt khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Nông dân huyện U Minh đang vào cao điểm thu hoạch tôm càng xanh. Năm nay thời tiết thuận lợi, tôm phát triển tốt cho năng suất cao. Nông dân phấn khởi vì có vụ tôm được mùa trúng giá. Một số hộ dân cho biết trong mấy ngày qua giá tôm càng xanh trên địa bàn liên tục tăng. Nếu như tháng trước loại tôm càng từ 30 con trở lên, thương lái đến tại chỗ thu mua chỉ có giá từ 75.000 đồng đến 80.000 đồng một ký, thì nay đã tăng lên từ 95.000 đồng đến 100.000 đồng một ký. Loại tôm càng từ 60 con một ký có giá 65.000 đồng một ký thì nay đã tăng lên 85.000 đồng một ký. Nếu giá tôm càng trên thị trường ổn định như hiện nay, nông dân có lãi thêm mỗi hecta từ 1 đến 2 triệu đồng so với những tháng trước đó, góp phần giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập trang trải trong dịp Tết. Không riêng bà con nuôi tôm càng xanh ở huyện U Minh, nông dân dùng sản xuất lúa tôm trên địa bàn huyện Cái Nước cũng rất phấn khởi vì vụ sản xuất được mùa trúng giá. Vụ lúa tôm năm 2023, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống gần 830 hectare, năng suất lúa thu hoạch trung bình từ 30 đến 35 giả một công, thương lái đến tận nơi thu mua với mức giá từ 8.600 đến 14.000 đồng một ký. Trừ chi phí, bà con có lãi trung bình từ 35 triệu đồng một hectare. Điểm mới trong vụ lúa tôm năm 2023 tại huyện Cái Nước là bà con nông dân gieo sạ cùng một bộ giống, hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ đó khâu tiêu thụ dễ dàng sau thu hoạch, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ như đã qua. Bà con mình xuống giống đồng loạt, thì cái thứ nhất là nó chia sẻ về vấn đề thiên tai cũng như là chim chuột. Cái thứ hai nữa là mình tạo một cái sản lượng cao như vậy đó thì thương lái nó dễ có chọn để mà nó thu mua. Cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn, anh Nguyễn Văn Mon, ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, chọn giống lúa Cà Mau Thơm Ba để gieo sạ với diện tích 1,2 hectare. Lúa có thời gian sinh trưởng trên dưới 100 ngày, gạo mềm cơm, thơm nhẹ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Vụ mùa năm 2023, anh thu hoạch đạt năng suất hơn 40 giả một công, thương lái đặt cọc thu mua với giá 8.600 đồng một ký. Em gọi thì dùng một tấn thì mình chỉ có 6 triệu, năm nay được 8 triệu 6 thì nó lời hơn, có lợi nhuận hơn 2 triệu 6 là trên tấn, mà giá phân thì năm nay nó lại rẻ hơn nữa. Nên bà con nay xạ thì như thế này thì đang lợi nhuận bà con lời nhiều hơn.
So với vụ mùa những năm trước, năm nay giá lúa liên tục tăng và giữ mức ổn định từ 8.600 đồng đến 9.300 đồng một ký. Riêng đối với giống lúa chất lượng cao như ST24 và ST25, thương lái đặt cọc thu mua với giá 14.000 đồng một ký. Theo tính toán của bà con, với năng suất lúa trung bình 30 dạ một công, mỗi hecta bà con nông dân thu hoạch trên 230 dạ, tương đương 4,6 tấn. Với giá lúa trên thị trường như hiện nay, bà con nông dân có thu nhập từ 40 đến 45 triệu đồng một hecta, trừ chi phí bà con có lãi trên 30 triệu đồng một hecta. Giá gấp lần gấp đôi, thành ra nông dân rất phấn khởi là vừa chúng được lúa mà chúng được giá cả nữa. Gấp đôi đó thì ký bây giờ 9 ngàn mấy đến 10 ngàn. Thì bà con năm nay là như ăn Tết thì chắc lớn hơn mọi năm. Đó, niềm vui phấn khởi thì quan năm thì chắc làm đồng loạt hết á. Vụ mùa năm 23 này đối với huyện Cái Nước là rất là thành công. Cái thứ nhất là đối với những hộ dân mà thực hiện trồng vụ lúa với đất đưa tôm đó, thực hiện đúng quy trình, bám lịch thời vụ. Thì vì vậy là cái chất lượng cũng như cái sản lượng là nó tăng hơn so với năm 2022. Theo đánh giá, vụ lúa tôm năm 2023 là năm sản xuất thành công nhất sau hơn 20 năm chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ trồng lúa chuyển sang nuôi tôm và luân canh lúa tôm kết hợp tại huyện Cái Nước. Không khí đón xuân Giáp Thìn 2024 của nông dân dùng sản xuất lúa tôm vì thế sẽ thêm phần nhộn nhịp, rộn ràng hơn. Trên cơ sở dự báo diễn biến tình hình thời tiết trong năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau xây dựng hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi trồng thủy sản năm 2024 đối với từng đối tượng và hình thức thả nuôi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với nuôi tôm sú thâm canh, siêu thâm canh khuyến cáo nuôi một vụ. Những hộ có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo, quy trình phù hợp thì có thể nuôi vụ thứ hai. Tôm thẻ nuôi hai vụ trong năm hoặc nhiều hơn. Thời gian còn lại tập trung cải tạo ao đầm. Vụ 1 thả giống từ tháng 1 đến hết tháng 7 năm 2024. Vụ 2 thả giống từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024. Nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến khuyến cáo nuôi hai vụ trong năm. Tuy nhiên, phải có thời gian cải tạo, phơi đất đến khi thả vụ mới ít nhất từ 15 đến 30 ngày giữa hai vụ nuôi. Riêng đối tượng tôm thẻ chân trắng chỉ được thả nuôi thí điểm khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp tỉnh. Nuôi tôm theo hình thức quảng canh kết hợp rừng có thể nuôi quanh năm, thời gian thả giống từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024. Nuôi tôm kết hợp với trồng lúa, nuôi một vụ trên năm, thả giống từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024. Nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa, nuôi một vụ trên năm, thời gian thả giống từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024. Đối với các đối tượng thủy sản mặn lợ khác như sò huyết, cá chẽm, cá nâu, cá kèo, tùy vào mùa vụ có giống của từng loài, khuyến cáo áp dụng chung với khung lịch thời vụ thả giống của tôm sú nuôi theo hình thức quảng canh. Đối với các đối tượng nuôi nước ngọt như cá trình, cá bóng tượng, cá sạc rằn, cá rô, cá lóc, khuyến cáo thời gian thả giống vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6 nhằm chủ động nguồn nước. Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Cà Mau lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Bộ Y tế cung ứng lại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công ở Iran khiến gần 100 người thiệt mạng sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thừa nhận tiến hành vụ diệt. Chiều nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ phát động chủ đề năm 2024 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và các cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội, sáng tác ca khúc ca ngợi về phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, việc xác định chủ đề năm 2024 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội nhằm thể hiện sự quyết tâm của các cấp hội trong thúc đẩy hành trình chuyển đổi số trong tổ chức hội, góp phần xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia.
Để cụ thể hóa chủ đề năm, cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024. Sản phẩm giải pháp là việc ứng dụng các phần mềm, công cụ kỹ thuật số, nền tảng số để thiết kế các nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại chi hội tổ phụ nữ. Sản phẩm giải pháp được áp dụng trong tổ chức sinh hoạt chi tổ hội theo hình thức sinh hoạt chuyên đề. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng, thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ hội các cấp và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt hội. Buổi lễ cũng thông tin về cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về phụ nữ, người mẹ Việt Nam do Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Thời gian nhận bài dự thi đến ngày 31 tháng 7 năm 2024. Chiều nay đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Cà Mau lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân đã đến dự đại hội. Tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Cà Mau. Việc thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh có ý nghĩa quan trọng, tạo ra môi trường liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật, bình ổn thị trường, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp du lịch. Du lịch Cà Mau được du khách biết đến là vùng đất rừng vàng biển bạc với địa danh đất mũi nổi tiếng khắp cả nước và được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhận thức được thế mạnh và tiềm năng phát triển du lịch tỉnh nhà, Hiệp hội Du lịch đã kết nối triệu tập 55 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thành một khối liên kết hỗ trợ đưa du lịch tỉnh nhà phát triển. Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trần Văn Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2024-2029. Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, sự chung sức của cấp ủy chính quyền địa phương, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đều đạt 100% kế hoạch. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023 đạt hơn 2.310 tỷ đồng. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hơn 2.555 tỷ đồng, chủ yếu chi không dùng tiền mặt. Công tác thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được đảm bảo đầy đủ, phục vụ kịp thời tới từng người tham gia thụ hưởng. Năm 2023 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau là cơ bản là thực hiện đạt các cái chỉ tiêu do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân cũng như là Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Về công tác phát triển đối tượng tham gia là bảo hiểm y tế, mình đến nay là mình trong tỉnh là đã phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho người dân là đạt 1.051.000 người. Tăng so với năm 2022 là khoảng 60.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội bắt buộc đó là mình đạt là trên 90.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó là trên 27.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tăng so với năm 2022 là gần 4.000 người. Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp. Đặc biệt, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, công tác thanh kiểm tra các công ty doanh nghiệp về việc tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động cũng được tăng cường thực hiện. Mình tổ chức thanh tra kiểm tra là hơn 120 đơn vị. Và đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất là gần 100 đơn vị.
Trong đó thì chúng ta phát hiện và xử lý vi phạm 72, xử lý vi phạm hành chính 72 đơn vị trong gần 100, là với số tiền xử phạt là 590 triệu. Việc hoàn thành chỉ tiêu thu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023 cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.